Ngày 26 tháng 7, tại Bảo tàng tỉnh An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Bảo tàng Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Bác Tôn: Câu chuyện giáo dục trong gia đình qua những lá thư và Bác Tôn với gia đình và thân tộc. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 29 tháng 9, trưng bày gần 250 hình ảnh và 40 hiện vật, bao gồm những lá thư của Bác Tôn gửi cho con cháu vào những thập niên 60-70 của thế kỷ 20, những tư liệu hình ảnh về gia phả, gia đình thân tộc của Bác Tôn. Qua triển lãm, người xem có thể cảm nhận được tình nghĩa bao la của Bác Tôn dành cho gia đình và con cháu khi xa cách, được thể hiện qua từng lá thư, mẫu chuyện. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2018, người con ưu tú của quê hương An Giang và dân tộc Việt Nam.